Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi số 3, trang 45, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 3, thực hiện phép cộng y trừ 12 phần 6y trừ 36 cộng với 6 phần y bình trừ 6y. Đối với câu hỏi số 3, thì để thực hiện cộng được ở đây các em nhận thấy được là mẫu của chúng ta là khác nhau đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải cần tìm mẫu thức chung để chúng ta tiến hành quy đồng, đưa hai phân thức của chúng ta trở về cùng mẫu, và khi đó thì chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hai phân thức có cùng mẫu. Thì vậy ở đây, đầu tiên thì cô sẽ cùng với các em đi phân tích mẫu của hai phân thức thành nhân tử. Thì ở đây chúng ta sẽ có này, phân thức đầu tiên có mẫu đó là 6y trừ 36. 6y trừ 36, các em nhận thấy được chúng ta đặt được nhân tử chung là 6 ra ngoài, và bên trong chúng ta còn y trừ 6, đúng không các em? Tiếp theo, mẫu thứ hai của chúng ta là y bình trừ 6y. Thì y bình trừ 6y, các em nhận thấy được là chúng ta đặt được nhân tử chung là y ra ngoài, đúng không? Đặt y ra, thì bên trong chúng ta còn lại là y trừ 6. Và khi phân tích mẫu của hai phân thức, thì đến đây các em nhận thấy được phân thức thứ nhất có mẫu lúc này là 6 nhân y trừ 6. Phân thức thứ hai có mẫu là y nhân y trừ 6. Vậy thì từ đây các em sẽ tìm được mẫu thức chung. Mẫu thức chung ở đây của chúng ta chính là 6 nhân y trừ 6. Sau khi đã tìm được mẫu thức chung rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu của hai phân thức để thực hiện phép cộng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây cô sẽ có đó là, ở đây là x trừ 12, y trừ 12 phần 6y trừ 36. Ở đây là cộng với 6 phần y bình trừ 6y. Và lúc này thì để trước khi tiến hành quy đồng đúng không, thì cô sẽ làm thêm một bước nữa, đó là chúng ta sẽ đưa mẫu về dưới dạng ở đây là thành nhân tử, tức là đây sẽ là y trừ 12 phần 6 nhân y trừ 6 cộng với 6 phần y nhân y trừ 6. Rồi, đến đây thì các em có thể nhận thấy được này, mẫu chung của chúng ta là 6 nhân y trừ 6. Mẫu thứ nhất là 6 nhân y trừ 6. Vậy thì lúc này chúng ta cần phải nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với y, đúng không? Phân thức thứ hai của chúng ta có mẫu là y nhân y trừ 6. Và để có mẫu thức chung như này thì các em sẽ cần phải tiến hành nhân đồng thời cả tử và mẫu ở đây là với 6. Vậy thì hôm nay cô sẽ được như sau. Phân thức thứ nhất chúng ta tiến hành nhân với y, tức là hôm nay y trừ 12 nhân với y và phần 6y nhân y trừ 6. Phân thức thứ hai chúng ta tiến hành nhân cả tử và mẫu với 6, tức là 6 nhân với 6 phần 6y nhân y trừ 6. Vậy hôm nay chúng ta được ở đây là y trừ 12 nhân y phần 6y nhân y trừ 6 cộng với 6 nhân 6 phần 6y nhân y trừ 6. Và lúc này thì chúng ta sẽ được kết quả ở đây như sau. Y trừ 12 nhân y thì lúc này cô nhân y vào bên trong, chúng ta sẽ được là y bình trừ 12y phần ở đây là 6y nhân y trừ 6, đúng chưa các em? Ở đây chúng ta cộng với ở đây là 6 nhân 6, tức là 36 phần 6y nhân y trừ 6. Và đến đây, lúc này cộng tử với tử, đúng không các em? Tức là chúng ta được ở đây là y bình trừ 12y cộng với 36 phần 6y nhân y trừ 6. Đến đây này thì nhiều bạn sẽ dừng lại đúng không các em? Nhưng các em sẽ phải để ý nha. Ở đây chúng ta sẽ để ý thấy này, đó chính là y bình trừ 12y cộng với 36 của chúng ta là một hằng đẳng thức, đúng không các em? Vì sao cô lại bảo là hằng đẳng thức? Các em để ý thấy 36 của chúng ta là 6 bình phương, đúng không? Ở đây là y bình, ở đây là 6 bình phương, tức là ở đây có A bình, có B bình rồi, đúng không? Bây giờ cô cần phải phân tách trừ 12y. Trừ 12y lúc này thì phải phân tách thành trừ 2ab, đúng không? Tức là thành trừ 2 nhân y nhân với 6. Thì ở đây chính là y bình trừ 2 nhân y nhân 6 cộng 36, tức là cộng với 6 bình phương, đúng không?
chúng ta đã đưa được về dạng là A bình trừ 2AB cộng B bình, trong đó A đóng vai trò là Y, B của chúng ta đóng vai trò là số 6. Và lúc này chúng ta được ở đây chính là Y trừ 6 tất cả bình phương. Ở đây chúng ta được là Y trừ 6 tất cả bình phương. Và đem chia cho 6Y nhân Y trừ 6. Và lúc này thì các em rút gọn đi. Y trừ 6 bình, ở đây dưới mẫu cũng có Y trừ 6, chia đồng thời cả từ và mẫu cho Y trừ 6. Vậy chúng ta sẽ được ở đây chính là Y trừ 6 phần 6Y, đúng chưa các em? Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 3, trang 45, sách giáo khoa toán 8 tập 1.